Vâng, xin chào tất cả các anh chị. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến những video ngày trước của em. Những cái video mà em có thể nói là em đã làm hết khả năng có thể về chi tiết của từng cây. Thì hôm nay thì ở trong cái danh mục hôm nay thì em cũng nói đến là chủ yếu nói đến là những cái dòng cây mà chúng ta cần phải biết tên tuổi của nó, được nhiều người công nhận. Đó chính là những cây mà em làm và hướng tới em sẽ làm những cây đó. Có những cây thực sự mà ít người người ta biết ấy, và cái sự công nhận của nhiều người là không có ấy. Có nghĩa là chúng ta phải nhắm đến những cái cây đó chính là được thế giới công nhận và được những cái gọi là nhiều người biết đến. Chứ nếu như mà một cái cây mà khi mà chúng ta chơi hoa lan ấy, chúng ta đâu phải chỉ chơi phi điệp, chúng ta chơi các loại khác, quế cáo tam bảo sắc, giáng hương, cái cát tung, ví dụ như đây là cát tung với cát lia, hoặc là cây những cái cây dòng nhìn chung có rất là nhiều dạng, dạng hài, dạng địa lan, phong lan, cát tung các kiểu, nôm na là như vậy. Thì em muốn nói đến đây đó chính là cái cây là các bác phải biết được cái hình dáng của nó. Thứ nhất là cái tối thiểu cái hình dáng, cái thứ hai đó chính là phải hoa. Có nghĩa là ví dụ khi mà anh chị đi tìm một cái tên ấy, thì anh chị phải tìm được, đó chính là ví dụ như anh chị là tìm một cái cây, đó là cái cây đơn giản là cây hạc vĩ chẳng hạn. Thì các anh chị phải tìm được, đó chính là tất cả mọi người đều gọi cây đó là cây hạc vĩ. Và nó có tên khoa học như nào, thế giới công nhận ra làm sao, và được bao nhiêu người công nhận. Chứ chúng ta chỉ biết là khi mà thấy mấy ông Việt Nam bán hàng mà cứ gọi hết tên nọ tên kia thì thực sự là mới có thể là do đa phần là mấy ông bịa ra là nhiều, rất là nhiều tên. Và em thấy là thị trường lan bây giờ là nó rất là sôi động, do là mọi người là cứ thấy lan và cái tên hay là mình mua. Nhưng thực ra ấy, thì cái tên đó nó phải được nằm trong cái danh sách, đó chính là được công nhận. Chứ cái tên mà tự bịa ra ấy, thì nó rất là khó. Nhưng mà trong cái dòng phi điệp như bây giờ nhiều người chơi ấy, thì đó chính là cái việc, đó chính là mọi người đặt tên để gọi để cho nó dễ nhớ, bởi vì bông hoa quá đẹp. Và những cái cây đó thì chưa có ai công nhận để đưa thế giới cả, để mà người ta chứng nhận cả. Nhưng còn ví dụ như những cái cây khác, những cây hoa rất là đẹp, như những cái cây cát tung hoặc những cây cát lia ngày xưa nó rất là nổi tiếng một thời, có nghĩa là rất là đắt giá, như cây cát lia bên cạnh này, cây này là cây 040. Thì ví dụ như những cái cây đấy thì nó là những cái cặp lai, đều là cây lai, nhưng mà nó đều là cây lai nhưng mà lai gieo hạt. Và cái tỷ lệ mà nó có trên thị trường thì cũng là nhân tách chiết ra là chủ yếu. Còn khi mà những cái bên công nghệ người ta can thiệp là người ta cứ nhân ra những cái giống mới để chúng ta chơi. Còn những cái cây mà chúng ta phải quan trọng phải biết được tên của nó và cái tên khoa học của nó, và cái Việt Nam chúng ta đang gọi tên nó là cái gì. Ví dụ như cây cây cam lửa, cây là cây 40 hạn thế, cây cam lửa, cây Calia này gọi là cây 040, cây 40 thì nó được lai từ cái cây hát dai chilin đấy. Thì nó có nghĩa là nó có những cái cây lai ra thì nó có cây bố mẹ. Cây bố mẹ của nó thì là cây nào thì mình phải biết và được thế giới công nhận và được mọi người công nhận. Còn thì hàng rừng ấy thì được công nhận thì nó phải là những cây có lâu đời rồi và được nhiều người biết đến. Chứ một cái cây mà cũ mà xong đổi tên xong rồi về sau khi anh chị sưu tầm hết thì mà nó lại nở ra thì nó thành một cây ấy, thì cuộc chơi sẽ rất khó bền. Thì mọi người nên chú ý về cái tên của nó và mặt hoa để mọi người chú ý. Bởi vì em thấy là có rất nhiều cây là một tên, à đâu, một cây nhưng mà gọi, bởi vì cái sự thay đổi của nó có thay đổi qua những cái môi trường, qua cách trồng, cách chăm và môi trường nuôi trồng ấy, thì nó nở hoa nó có khác nhau. Và thì mỗi cái nơi khác nhau thì người ta lại gọi một tên. Thì mọi người chú ý những cái điều này để mình tìm được những cái cây mà có sự biến thiên đấy thì mình phải nhận biết được. Ví dụ như cây mắt trâu bụi thọ chẳng hạn, thế ví dụ vậy. Thì có nghĩa ý em là những cái cây biến thiên mà có sự biến thiên ấy thì mọi người chú ý rằng là những cái cây đó thì mình biết được những cái cây đấy. Còn những cái cây mà không biến thiên thì mình mà được công nhận, nhiều cái công nhận rồi thì mình có thể sưu tầm những cây đó, ví dụ vậy. Thì đây thì em có giới thiệu đến mọi người về ba cái cây, ba loại. Thứ nhất là dòng cát mini, đó là dòng hai lá, là cái cây màu tím đây. Thì đây là cái dòng hai lá thì mọi người nhìn qua là mọi người cũng có thể sơ qua là mọi người cũng có thể biết được rồi. Bởi vì cái cây này nó là dòng hai lá,
nên là hoa thường nó ít bông to lắm. Đây, hai lá mini mà, hai lá nhưng vẫn rất là đẹp, dòng Calia mà, nó vẫn là một trong những dòng mà em vẫn rất là tâm đắc. Thứ nhất, bông hoa rất to, thứ hai rất thơm, màu sắc đa dạng và giá thành thì luôn luôn bình ổn. Nhưng mà có cái là chúng ta không thể nhận biết được rằng là cái cây này để mà nhớ hết được nó ấy, thì nó đều khó hơn. Đấy, ví dụ thế. Thì mọi người có thể tìm hiểu trên website và trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em đã nói rất là nhiều rồi về các cây, mọi người nên chú ý. Thứ hai đó chính là cái cây Katsatum. Katsatum thì cái cây này thì nó là một cái cây mới, và hiện giờ thực sự là em cũng chưa tìm được cái tên khoa học của nó. Đây là nó là một cái cây lai mà em sưu tầm vào cách đây khoảng 3 năm. Nó là cái lai mới, cặp lai mới. Nhưng bây giờ thì nếu không nhầm thì là nó đã có tên thương mại rồi, có nghĩa là ra cặp lai nhưng mà người ta nuôi là vẫn nở rồi. Nhưng mà em thì vẫn chưa thể tìm hiểu được chính xác nó là tên như nào cả. Nhưng mà cái dòng Katum xanh ấy thì nó cũng không có nhiều cái cây khác nhau lắm. Katum xanh nó cũng chỉ có ít cây thôi, nó có khoảng 20-30 cây gì đấy. Đấy, nhưng mà cái dòng xanh xanh ở lưỡi này. Đấy, ví dụ thế. Còn nói về thân lá thì em cũng không nhìn nhận thân lá được. Thân lá của nó với cây thiên nga thì nó rất là giống nhau, và cái dòng Katum khác thì rất giống nhau. Chứ còn thiên nga thì mình khác nhau là đơn giản nhất đó chính là thiên hoa. Thiên nga thì hoa nó ở trên thân, còn dòng Katsum thì nó hoa dưới gốc như này. Đấy, mọi người có thể chú ý. Đấy, còn cái lá thì nó giống nhau đến rất là nhiều, và nó không có những cái sắc tố như những là cái cây rừng mà mình có thể nói là mình nhìn lá này. Thứ nhất là nhìn mặt lá, cái thứ hai là mình sờ xem độ dày mỏng của nó là rất khó, rất khó. Và cái độ mặt lá này mình chỉ có nhìn là nó là dòng Katum hay dòng thiên nga, hoặc là nó là cái cây bố mẹ nó là cây gì thôi, thì mình chỉ có thể đoán thôi. Nhưng mấu chốt là vẫn là phải nhìn bằng hoa và có tên khoa học đàng hoàng, bởi vì tên phải được nhiều người công nhận. Chứ nếu mà tên mà không đủ nhiều người công nhận ấy, thì em đánh giá nó vẫn là một cái cây chưa thực sự là có tiếng trên thị trường, trừ khi nó là một cây mới. Ví dụ như cây này nó chưa có tên chẳng hạn thế, cây xanh này nó là cây chưa có tên, và em biết rằng là nó là cây này nó là cây rất hiếm, thì dù có tìm tên khoa học của trên các nước trên thế giới thì một số đơn vị là người ta đã cung cấp, nhưng mà em thì chưa thể tìm được ở trên tất cả những cái nguồn thông tin, thì em chưa thể tìm được tên chính xác của cái cây này nó là cây gì cả. Mặc dù em cũng biết là hôm nọ là có một anh là đã đến nhà em và nói là cái cây này là nguồn gốc các thứ thì cũng nhiều người biết đến, nhưng mà để mà nói là dòng Katum ấy nó khó. Và mình khi mà chơi những cái dòng mà được nói đúng là được thế giới người ta công nhận này, không phải là phi điệp thì chưa thế giới công nhận là đột biến bao tiền hay như nào, em chưa thấy cái nào xuất ra được nước ngoài. Nhưng những cây Katum này là xuất ra được nước ngoài và đã có tên khoa học đàng hoàng. Những cây này là giá trị nó luôn luôn là giá trị thật, nhưng nó không bị lộn xộn như là cái dòng khác. Đấy, thì đây là dòng Katum. Tiếp theo thì em muốn nói đến cái dòng Calia, mà dòng một lá bông to ấy. Đây, mọi người có thể nhìn được cái dáng lá của nó thì một số cây có thể nhìn tương đối nhận ra được. Bởi vì cái dòng lá này, ví dụ như cây 40 này, dòng lá của nó là dòng lá quăn. Đây, lá nó có vặn vẹo này. Đấy, lá nào cũng vặn vẹo thế. Đấy, hơi vặn vẹo nhưng không phải cái nào vặn vẹo thì cũng phải là cây 40 này nhá. Thế nên em muốn nói là cái dòng lai này ấy, thì nó rất là đa dạng. Và cái màu cam lửa này ngày xưa ấy thì được gọi là săn đón rất là nhiệt tình. Bởi vì cái dòng cát này hồi đấy cuộc chơi nó rất là kinh khủng. Và cát này thì nó chiếm giá trị rất là lớn. Và những cái cây cát mà được lai ra một bông đẹp ấy, thì thường thì nó nguồn gốc thì nó là như này. Nó sẽ có những cái cây cát rừng, cây cát le rừng, xong rồi nó sẽ lai ra những cái cây đại loại là nó gieo hạt, xong rồi nó sẽ lai ra lấy những cây đẹp nhất. Những cây đẹp nhất thì người ta sẽ gọi đánh tên của Đài Loan, rất là nhiều tên thì người ta đánh tên, xong rồi thì theo cái tên cũ đấy, xong rồi người ta bắt đầu lấy những cái tên cũ đấy thì là những cây tem, những cây tốt đầu, hoa rất đẹp, cánh tròn, bông tròn và bông tròn như là cái chữ O ấy. Nó có rất nhiều bông như thế, ví dụ như cây Nhật Thịnh này, Lucky này, hay là một số cây Hát Giai hay là Tướng Quân. Nói chung là nó nhiều cây. Nhưng mà để mà nói là tạo ra được một cây lai thì nó sẽ đa dạng và phong phú mặt hoa hơn. Nhưng chính vì nhiều mặt hoa và phong phú đó mà là cái cây cát này bây giờ cũng được ít người ưa chuộng. Đấy, nhưng em thì em vẫn đánh giá cây lan, thì tất cả những cây lan đều là những cây rất là đẹp và rất là đáng chơi. Khi mọi người sưu tầm thì nên sưu tầm tất cả các loại, bởi vì hoa sẽ nở quanh năm và
tất cả là sẽ có hoa, bởi vì mình chơi hoa mà, chứ không phải là chơi theo tên, không chơi theo người ta. Nếu như mọi người có thể biết rằng là nếu như em đơn vị em kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, tất cả trên những tất cả các bài của cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa và những cái bài viết của em về chuyên sâu về những cái cây này hoặc là những cái bông hoa hay dòng cát tum, dòng nào cũng vậy, thì là em muốn nói đến để mọi người có nghĩa là tạo một cuộc chơi, đó chính là chúng ta chơi tất cả các loại hoa lan. Hoa lan đẹp là chúng ta chơi, chứ không chơi riêng gì loại nào. Thì dù có loại đắt hay rẻ hay như nào thì mình cũng chơi sưu tầm tất cả các loại. Nhưng quan trọng, một chốt nhất, đó chính là chúng ta phải biết được tên của nó. Và tên thực sự đó là phải được nhiều cái công nhận, chứ không phải là chỉ là vài người chẳng có một cái quan điểm nào cả. Có nghĩa là người ta cứ thấy gọi tên thì cứ đặt tên bừa. Như Phi Điệp là em thấy bây giờ là đang đặt tên rất là nhiều. Nhiều cây đặt tên rất là bừa mà. Nhiều khi nó cũng chỉ là một cây Phi Điệp tím thôi, nhưng mà nhiều người công nhận nó đẹp. Thì đương nhiên hoa, đương nhiên cây nào cũng đẹp rồi, không thể nói là hoa mà không đẹp được, đúng không ạ? Nhưng nó đẹp ở mức độ nào thì nếu thực sự là nó đẹp xuất sắc và có sự khác biệt lớn với tất cả những cây Phi Điệp khác ấy, thì mình đặt tên. Còn không thì em nghĩ là như bên em đang bán ấy, thì bên em bán tất cả những loại đó là mà nó không sự khác biệt quá lớn ấy, thì em sẽ gọi là Phi Điệp tím. Thế nên một số những cái loại mà hoa nó chỉ là Phi Điệp tím mà mọi người hay gọi tên, những cái tên mà có thể là động chạm đến, thứ nhất là vùng miền, cái thứ hai là động chạm đến những người đặt tên ấy, thì em sẽ không nêu ra ở đây. Nhưng mọi người chú ý rằng những một số cái mặt hàng mà nó thực sự mà nó chỉ là Phi Điệp tím thôi mà nó không được nhiều cái đánh giá từ Bắc vào Nam ấy, thì em sẽ không bán những cái đó. Và những cái cây mà em bán đều là những cái cây mà được người ta công nhận từ ngày trước rồi, từ Bắc vào Nam. Có nghĩa là những cái cây phải nhiều người biết đến ấy. Chứ còn một số cái cây mà mới với cả các thứ là bên em không bán. Và nhất là vùng miền là em không bán. Bởi vì vùng miền thì đâu nó cũng có hoa đẹp, hoa xấu. Vùng miền nào nó cũng như vậy, cũng có đều có thân lá đẹp và hoa đẹp và hoa xấu, thân lá đẹp và thân lá xấu. Thế nên là em sẽ không bán theo kiểu vùng miền. Tất cả là em chỉ bán theo mặt hoa thôi. Hoa thực sự đẹp và xuất sắc và có sự khác biệt lớn, em sẽ bán và làm thương mại cái đấy. Còn những cái cây mà nó không có sự khác biệt lớn và nó thực sự là nó không không xuất sắc ấy, gọi là không xuất sắc luôn, thì em sẽ cho nó tất cả thành Phi Điệp tím, kể cả thân lá hay là hàng hoa tương đối thì em cho Phi Điệp tím. Bởi vì nhiều khi những cái cây đó, khi mà cuộc chơi của chúng ta đang ở một cái mức rất là cao điểm, chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng nó, nhìn nhận thực sự là cái cây đấy nó có giá trị thật hay không. Nếu không về sau này những người chơi sau là người ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Bởi vì khi mà người ta chơi sau ấy là người ta mua những cái cây thực ra đôi khi chỉ là Phi Điệp tím thôi, nhưng mà cái cây đấy nó không khác biệt lớn và nó không có nhiều quá những cái mà gọi là xuất sắc. Thì khi mà anh chị mua 3 năm sau nó nở hoa mũi kỳ, 3 năm sau nó nở hoa ra thì sẽ có thể là sẽ thất vọng. Bởi vì nhiều khi đến lúc đấy thì giá trị nó không còn được cao như vậy nữa rồi. Đấy, thì mọi người chú ý. Thì em chỉ muốn chia sẻ cái phần vấn đề chính hôm nay, đó là nhận diện tên và những cái dòng cát tum, cát lia, và nhận diện tên các dòng Phi Điệp như vậy. Thì mọi người chú ý sưu tầm những cây hoa đẹp và biết được tên. Cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Hẹn gặp lại anh chị vào những video sau. Xin chào tất cả mọi người.